tiếp tục chia sẻ nhật ký vào bếp, cô còn pha trà để xác bình về thưởng thức khiến chương trình xuýt xoa. Vương Anh nhắn gửi lời ngọt ngào đến ông xã: em đã pha trà, cũng đã cắm hoa, chỉ chờ người qua là thành chữ nhà. Ở phần bình luận bài viết, xác bình để lại biểu tượng cảm xúc bày tỏ sự hạnh phúc, nhiều khán giả ngưỡng mộ nam doanh nhân khi có vợ không chỉ xinh đẹp tài năng mà còn chu toàn chuyện bếp núc. Sau nhiều sóng gió, Vương Anh xác bình đã đi đến kết viên mãn, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào ngày 26 tháng 7. Trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp, Vương Anh từng tiết lộ cơ duyên gặp xác bình. Cô nói rằng nam doanh nhân là người trúng tiếng sét ái tình. Ngay từ lần đầu gặp cô vào năm 2022, xác bình cũng là người chủ động xin số điện thoại của người đẹp và từ đó làm quen nói chuyện. Xác bình luôn quan tâm và khiến Vương Anh thấy rung động vì sự thông minh, hiểu biết và hứa của mình. Sau khi công tác nước ngoài về, anh bày tỏ tình cảm của mình và cả hai quyết định hẹn hò. Thời gian mới công khai mối quan hệ tình cảm, Phương Anh thừa nhận dù sống tự lập từ năm 18 tuổi, tự tin bản thân mạnh mẽ nhưng vẫn suy sụp về màu tình ái. Tôi không thể tưởng tượng được trước đó mình được mọi người yêu thương dành cho nhiều mỹ từ. Vậy mà chuyện tình cảm với anh Bình được chia sẻ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Họ đã dùng nhiều từ thậm tệ mắng chửi tôi, bản thân nhân viên của tôi bật khóc khi đọc bình luận ác ý về tôi. Nữ nhân viên kể về giai đoạn khó khăn suốt 2 năm bên nhau. Xác bình nhiều lần lên tiếng binh vực, giải thích đi bảo vệ Phương Anh. Nam doanh nhân khẳng định Phương Anh không phải là người thứ ba. Phương Anh cho biết cô không hối hận khi yêu xác bình. Nữ giúp viên tâm sự, dù nhiều người hiểu lầm, không ngừng vùi dập, thậm chí nguyền rủa tôi, nhưng nhờ có anh và người thân yêu, tôi có thêm động lực đối diện và vượt qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.